Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình Chủ nhật ngày 18 tháng 7 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hưng Yên xuất khẩu chuyên nhãn đầu tiên sang thị trường châu Âu. Hưng Yên tiếp tục ghi nhận thêm 13 bệnh nhân COVID-19 mới. Các ca bệnh đều đã được cách ly tập trung, ít có khả năng lây nhiễm ở cộng đồng. Ngân hàng Agribank tiếp tục dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ với lãi suất thấp. Huyện Tiên Lữ gìn giữ, tôn tạo được nhiều diện tích ao hồ. Quý vị và các bạn, mở đầu chương trình thời sự hôm nay là một tin vui rất phấn khởi đến với người trồng nhãn Hưng Yên. Ngay trong sáng nay, lô nhãn đầu tiên của tỉnh chính thức xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Đó là lô nhãn của Hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Ngay từ tờ mờ sáng, không khí ở thôn Quyết Thắng đã tấp nập nhộn nhịp bởi các thành viên của Hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng xuống vườn thu hoạch nhãn. Niềm vui, sự phấn khởi thể hiện rõ trên từng nét mặt của những người nông dân nơi đây. Trái với lo lắng không tiêu thụ được nhãn do dịch bệnh COVID-19, thì nay nhãn của họ không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu đi thị trường châu Âu. Rất là may là bên hợp tác xã đứng lên thu mua được cái giá rất ổn định. So với năm ngoái thì hơn từ 5.000 đến 10.000 một cân. Chúng tôi rất phấn khởi. Chuyến nhãn đầu tiên xuất khẩu sang châu Âu là 1,5 tấn cho thị trường các nước Vương quốc Anh và Hà Lan. Được biết, giá bán tại vườn cho đơn vị thu mua xuất khẩu là 45.000 đồng một kg. Đảm bảo cái chất lượng quả nhãn xuất khẩu sang châu Âu thì đối tác người ta đòi hỏi các cái quy trình kỹ thuật rất chi là nghiêm ngặt. 800 chỉ số trong quả nhãn là phải đạt các cái chỉ tiêu. Hai là chất lượng quả nhãn phải đồng đều, mẫu mã đảm bảo và cho phép từ 90 đến 110 quả trên kg. Diện tích mà được cấp Việt Gáp của hợp tác xã ấy, quản lý chặt chẽ về quá trình chăm sóc, kỹ thuật chăm sóc đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp đã được cấp, bố trí các vị trí địa điểm để doanh nghiệp đến thu mua cho nó thuận lợi. Để xuất khẩu nhãn sang châu Âu, thị trường đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn khắt khe, ngoài đảm bảo sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, được gắn tem truy xuất nguồn gốc. Trước đó, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản Hưng Yên đã lấy mẫu giám sát chất lượng chỉ tiêu kiểm tra 821 mẫu, kết quả tất cả các chỉ tiêu của nhãn lồng ở đây đều đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu. Sau khi nhãn được cắt sàng lọc sơ bộ tại vườn, thì chúng tôi sẽ chuyển về nhà máy sơ chế ở Hải Dương. Chúng tôi phải đảm bảo các cái khâu khử khuẩn, tiệt trùng. Sau đấy là bằng một số các biện pháp công nghệ về bảo quản, thì chúng tôi sẽ đóng hộp, đóng thùng và chuyển đường bay sang thị trường EU và Vương quốc Anh. Hy vọng với sự đồng hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng như là Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp 2022 có được cái khu sơ chế trực tiếp tại Hưng Yên. Sau khi nhãn thu hoạch, chúng ta sẽ có thể sơ chế ngay trực tiếp và hoàn thiện luôn cái sản phẩm để xuất khẩu ngay, thì nó nâng cao được cái chất lượng của quả nhãn. Lô nhãn xuất khẩu sang châu Âu sẽ mất khoảng 4 đến 5 ngày để đến được với người tiêu dùng. Sau lô hàng đầu tiên này, cứ một tuần sẽ có từ 1 đến 2 lô hàng được xuất đi. Doanh nghiệp cam kết vụ nhãn 2021 sẽ xuất khẩu 60 tấn nhãn chất lượng đi thị trường châu Âu. Trong đó có 30 tấn nhãn sẽ được thu mua của Hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng. Đây chính là cơ hội để nhãn của Hợp tác xã nói riêng và nhãn Hưng Yên nói chung khẳng định chất lượng, danh tiếng của nhãn lồng Hưng Yên trên thị trường thế giới, mở ra nhiều cơ hội cho việc xuất khẩu nhãn với số lượng lớn sang các thị trường cao cấp khác. Chỉ số giá tiêu dùng CPI 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tăng 0,37% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng CPI trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm tăng 0,37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 7 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá tăng bao gồm may mặc, mũ nón và giày dép, nhà ở và vật liệu xây dựng, thiết bị và đồ dùng gia đình, thuốc và dịch vụ y tế, giao thông, giáo dục, hàng hóa và dịch vụ khác. Trong đó tăng mạnh nhất là nhóm giao thông, tăng 4,7%. Điều này có một phần tác động của các đợt điều chỉnh giá xăng trong thời gian vừa qua. Thực hiện nghị quyết 58 năm 2021 của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính, 6 tháng cuối năm, tỉnh Hưng Yên sẽ cắt giảm, tiết kiệm chi gần 43 tỷ đồng.
Trong đó, cắt giảm 50% kinh phí hội nghị đi công tác trong và ngoài nước trên 3 tỷ đồng, kinh phí tiết kiệm trên 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021 gần 40 tỷ đồng, bao gồm các cơ quan đơn vị khối tỉnh trên 21 tỷ đồng, các huyện thị xã thành phố trên 18 tỷ đồng. Để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn đã được giao đầu năm trong điều kiện thực hiện cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán, các sở ngành huyện, thị xã thành phố thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí lại nhiệm vụ chi thường xuyên, tăng cường quản lý chi tiêu, đảm bảo tiết kiệm chặt chẽ và hiệu quả. Trên cơ sở đó, đảm bảo nguồn thực hiện các chế độ chính sách đã ban hành và an sinh xã hội. Chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết cấp bách, các khoản chi mua sắm trang thiết bị. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 13 bệnh nhân mắc COVID-19 mới. Các ca bệnh đều đã được cách ly tập trung, ít có khả năng lây nhiễm ở cộng đồng. Các ca bệnh mới đều ở huyện Yên Mỹ, được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung số 2 của tỉnh, Trường Đại học Thủy lợi, cơ sở Phú Hiến. Như vậy, từ ngày 21 tháng 6 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 207 ca bệnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các địa phương thực hiện quyết liệt kiểm soát chặt chẽ những người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng có dịch. Hôm nay, huyện Yên Mỹ đã ban hành quyết định kết thúc phong tỏa cách ly phòng chống dịch COVID-19 kể từ 17 giờ đối với xóm Giữa, thôn Xuân Tảo, xóm Cổng Cánh, thôn Tam Trạch, xã Trung Hòa, dừng hoạt động toàn bộ các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đồng thời, thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên. Tính từ ngày 8 tháng 7 đến nay, thành phố Hưng Yên đã rà soát được 300 người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng có dịch, trong đó 10 người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và 290 người trở về từ vùng có dịch khác. Thành phố Hưng Yên đã rà soát được 17 lái xe đường dài trên địa bàn và đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, thực hiện cách ly theo dõi y tế theo quy định. Riêng ngày 18 tháng 7, không có người trở về từ vùng có dịch. Qua hai lần lấy mẫu xét nghiệm, tất cả các mẫu đều cho kết quả âm tính. Thưa quý vị và các bạn, bố trí hàng trăm chỗ ở ngay trong khuôn viên nhà máy, tăng mức lương lên 200%. Cùng nhiều đãi ngộ khác cho mỗi công nhân tình nguyện ở lại công ty, không về nhà để tránh lây lan dịch bệnh. Đây chính là những biện pháp chủ động đi trước một bước của công ty trách nhiệm hữu hạn Hamaden Việt Nam ở khu công nghiệp Thăng Long 2 trong phòng chống dịch COVID-19. 53 container hoán đổi thành phòng ở này được công ty Hamaden Việt Nam đầu tư 500 triệu đồng thuê về từ Hải Phòng. Từ ngày 5 tháng 7, đây là nơi lưu trú cho 200 nam công nhân của công ty. Cho dù có một số bất tiện, nhưng so với các phòng trọ chật hẹp, nóng bức thì những căn phòng di động như thế này còn thoải mái hơn nhiều. Em rất là vui và yên tâm khi công ty tạo điều kiện cho bọn em cái môi trường làm việc và môi trường tránh dịch cái thời điểm hiện tại là rất là tốt. Còn đây là ký túc xá cho 260 nữ công nhân của công ty. Từng vật dụng cá nhân cho đến nhà tắm, máy giặt wifi công cộng, máy bán hàng tự động đều được công ty trang bị mới. Để khuyến khích công nhân ở nội trú, công ty quyết định tăng 200% lương cho những người tình nguyện ở lại. Ngoài ra, mỗi ngày ở lại, mỗi công nhân sẽ được hỗ trợ thêm 200.000 đồng, được cung cấp miễn phí 4 bữa ăn trong ngày. Ở trong công ty thì nó cũng sẽ an toàn và đảm bảo hơn. Và cái điều kiện công ty tạo cho thì thực sự là bọn em cảm thấy rất là thoải mái và rất là yên tâm. Có như là như ở nhà luôn ạ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hamaden Việt Nam hiện có trên 1.800 lao động, trong đó hơn 460 công nhân đang ở các khu vực giãn cách xã hội tình nguyện, ở lại công ty, không về nhà nhằm tránh lây lan dịch bệnh. Đây cũng là phương án đề phòng cho trường hợp nhà máy bị phong tỏa, thì hơn 460 công nhân này sẽ là lực lượng tại chỗ đã được đảm bảo cách ly an toàn để tiếp tục duy trì sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Tổng kinh phí của đợt hỗ trợ dự kiến thực hiện trong 21 ngày này là trên 9 tỷ đồng. Với công nhân viên ở lại công ty, chúng tôi đảm bảo cuộc sống sinh hoạt đầy đủ như ở nhà. Mục đích của chúng tôi nhằm thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch của tỉnh Hưng Yên và cũng là đi trước một bước phòng tránh rủi ro, gián đoạn sản xuất do dịch bệnh, duy trì sản xuất và tốc độ tăng trưởng, cũng như đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Hưng Yên.
Cho dù phải tăng thêm chi phí, tăng thêm trách nhiệm quản lý, nhưng có thể thấy đây là biện pháp chủ động linh hoạt sáng tạo nhằm ngăn chặn từ xa nguy cơ lây lan dịch bệnh vào doanh nghiệp, là hành động tự cứu mình trước khi trời cứu. Qua đây cũng cho thấy doanh nghiệp này vừa có trách nhiệm xã hội cao, vừa có chế độ đãi ngộ tốt cho người lao động. Những gian hàng online với đầy đủ thông tin mặt hàng hiện nay đã không còn quá xa lạ với người tiêu dùng. Và tác động của đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh buôn bán truyền thống, khiến cho các trang thương mại điện tử này càng trở nên phổ biến và đa dạng hơn, đến gần với những cả hộ sản xuất nhỏ lẻ hay các sản phẩm nông sản của địa phương. Từ năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát thì doanh số của các nhà phân phối giảm rõ rệt do các biện pháp giãn cách phòng dịch, không bị động do thị trường, chị Phượng, chủ cơ sở này đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về giao dịch trên các sàn thương mại điện tử, từ những quy định, điều khoản cho đến những điều nhỏ nhất như cách trình bày, chụp ảnh hay giới thiệu sản phẩm trên các sàn. Hiện nay cơ sở đã ký kết hợp đồng tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò. Điều này đã làm thay đổi phương thức kinh doanh của chị, đồng thời mang lại doanh thu cao gấp nhiều lần cho gia đình. Đầu tiên thì họ yêu cầu tôi là phải có đủ tất cả các giấy tờ pháp lý và đặc biệt là cái giấy đăng ký kinh doanh và cái giấy mà công nhận thương hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ. Thế mà mình có hết rồi thì họ cho mình tham gia. Thế và khi tham gia thì các cái điều khoản thì được ký kết bằng hợp đồng. Nó rất là rõ ràng rồi thì mình cứ thấy mình yên tâm mình làm thôi. Thực sự là hàng đưa lên các cái sàn giao dịch thương mại điện tử thì thấy cái lượng hàng bán ổn định thật và cũng tăng hơn nhiều so với kể cả trước cái đợt dịch. Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp khi vụ thu hoạch nhãn chính vụ tại Hưng Yên sắp bắt đầu, cũng là bài toán khó giải đặt ra cho người nông dân. Tuy nhiên, minh chứng thực tế thông qua sản phẩm vải thiều của tỉnh Hải Dương và Bắc Giang vừa qua đã được tiêu thụ thuận lợi trên các sàn thương mại điện tử, cũng làm cho nhiều người trồng nhãn trên địa bàn tỉnh có hướng tìm hiểu rõ ràng, cụ thể đối với kênh tiêu thụ này. Qua ứng dụng các ứng dụng trên trong năm nay thì chúng tôi là có sản lượng nhãn là khoảng 30 tấn, mô hình Việt Gáp và cũng là nhãn sạch và cũng có cả mô hình hữu cơ, nên là tôi cũng muốn là tìm hiểu được sâu sắc hơn những trang mạng điện tử để mình có thể là mình xuất được hàng đi với giá trị cao hơn và thương hiệu của tôi nó sẽ quảng bá đi được nhiều nơi. Trên thực tế, việc bán hàng online trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo chỉ cần đăng bài là có thể bán hàng thông qua sự tương tác của người dùng. Điều đó đồng nghĩa với việc tự chịu trách nhiệm và dễ dàng trà trộn sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Thế nhưng, đối với các sàn thương mại điện tử, cần phải đảm bảo rõ ràng về truy xuất nguồn gốc, sản phẩm cung cấp đúng và đủ thông tin đến tay người tiêu dùng. Đặc biệt, phải có sự quản lý chứng nhận về chất lượng sản phẩm của các ngành chức năng. Qua đó có thể thấy đây là kênh tiêu thụ an toàn và mở ra hướng phát triển bền vững cho nông sản. Nhưng cũng đòi hỏi người sản xuất phải đảm bảo uy tín từ các khâu đầu vào đến mẫu mã thành phẩm. Nằm trong chuỗi các giải pháp tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguồn vốn kịp thời, chủ động tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Agribank triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các doanh nghiệp này với quy mô 30.000 tỷ đồng cùng lãi suất hỗ trợ tới 2% năm. Theo đó, mức lãi suất cho vay ngắn hạn giảm xuống còn 4,5% một năm, ưu đãi vượt trội với mức lãi suất cho vay chung dài hạn giảm tối thiểu còn 6,5% một năm. Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi tối đa 6 tháng đối với cho vay ngắn hạn và tối đa 12 tháng đối với cho vay chung dài hạn. Thời gian triển khai từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Những năm qua, tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi bò, cải thiện năng suất chất lượng giống vật nuôi. Trong đó, dự án phát triển chăn nuôi bò hàng hóa chất lượng cao của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2023 đã giúp cho người dân phát triển đàn bò thịt theo hướng Việt Gáp và đã mang lại hiệu quả cao. Trang trại bò thịt của gia đình ông Nguyễn Văn Vui ở thôn Nhân Đội, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang nuôi trên 30 con bò thịt. Từ khi tham gia vào dự án phát triển chăn nuôi bò hàng hóa chất lượng cao của tỉnh, ông tập huấn về quy trình chăn nuôi bò theo hướng Việt Gáp. Qua các vận động tập huấn, đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tập quán chăn nuôi,
đồng thời bồi dưỡng kiến thức về chăn nuôi thú y, góp phần giảm thiểu rủi ro dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng hiệu quả kinh tế. Trước kia chưa được hỗ trợ thì chúng tôi cũng có làm, nhưng làm với số lượng nó được ít, làm hiệu quả nó không được cao. Sau khi mà được quan tâm của tỉnh, một con bò một năm chúng tôi nuôi được nó được 10 triệu. Năm 2021 đã có 46 hộ được hỗ trợ với tổng số 600 con bò thịt lai ba máu. Đàn bò thịt lai ba máu sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với điều kiện chăn nuôi, quy mô hộ. Có tốc độ sinh trưởng phát triển cao hơn hẳn so với bò lai xin. Các hộ đều áp dụng quy trình chăn nuôi Việt Gáp, năng suất tăng từ 10 đến 15% so với nuôi thông thường và hạn chế được dịch bệnh. Đã có nhiều hộ chăn nuôi bò thịt đạt hiệu quả kinh tế khá cao, cho lãi từ 10 đến 15 triệu đồng một con trên năm. Cho bò ăn cỏ, ủ cỏ và cắm ăn thẳng đấy, chuồng trại sạch sẽ, bioga, cho nuôi truyền thống hơn. Bò này thì nó sẽ phàm ăn hơn và nó sẽ lớn hơn bò ta mình ngày xưa. Quy mô đàn thì tối thiểu chúng tôi phải từ 10 con trở lên thì chúng tôi mới hỗ trợ. Còn ngoài ra thì chăn nuôi thì theo quy trình Việt Gáp. Thì hỗ trợ về giống thì chúng tôi làm là ví dụ như là con Lysin với cả Brahman hoặc Dorpmeter thì là chúng tôi hỗ trợ là 3 triệu một con. Còn hỗ trợ các cái giống ví dụ như là Lysin lai với cả 3B hoặc là Lysin 3B hoặc August thì là chúng tôi hỗ trợ là 5 triệu đồng trên một con. Ngoài ra thì trồng cỏ thì chúng tôi sẽ hỗ trợ là không quá một sào cỏ trên một con với tương đương với khoảng 500.000 đồng. Trên một sào. Phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng Việt Gáp đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nông hộ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu giống vật nuôi và tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, từng bước thay đổi nhận thức đến thay đổi hành vi của người chăn nuôi, áp dụng quy trình chăn nuôi theo Việt Gáp, góp phần giảm thiểu rủi ro dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng hiệu quả kinh tế và cung cấp các sản phẩm an toàn đến người tiêu dùng. Thời gian qua, nhiều diện tích ao hồ ở huyện Tiên Lữ đã được gìn giữ, đầu tư tôn tạo, qua đó góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan nông thôn thơ mộng và là điểm sinh hoạt cộng đồng của người dân. Xã Hải Triều đã đầu tư trên 14 tỷ đồng cải tạo hồ thôn Hải Yến và thôn Triều Dương với các hạng mục nạo vét bùn, kè làm đường đi, lan can vỉa hè, điện thắp sáng và trồng cây xanh. Sau khi hoàn thành và đi vào sử dụng, rất được nhân dân ủng hộ, nhiều cá nhân tổ chức đã đóng góp ghế đá xung quanh khuôn viên hồ. Đấy, sau khi mà xây dựng công trình xong ấy, thì nhân dân là rất phấn khởi. Chỉ một năm hoặc hai năm nữa thôi và cây cối sẽ mọc lên rất xanh và sẽ là phủ mát toàn bộ cái khu hồ này. Để tới đây có những các cái nguồn vốn tiếp tục đầu tư vận động nhân dân và đầu tư để khôi phục lại. Còn đối với các thôn Hải Yến thì cũng đã có một cái ao dối thì chúng tôi đã đầu tư bước 1 và tiếp theo đó là bước 2 là tiếp tục đầu tư để hút bùn và tạo được cái cảnh quan. Xã Lệ Xá vừa qua cũng đầu tư trên 2,4 tỷ đồng cải tạo ao trung tâm thôn Giai Lệ, xã Lệ Xá. Để hoàn thành công trình, được chính quyền địa phương và nhân dân đồng lòng giải tỏa được các trường hợp lấn chiếm bờ ao. Ao này là trung tâm của cái làng nhài này. Trước mặt là chùa Giai Khánh, cảnh quan không khí là vui vẻ mà mát mẻ. Dân là đi thể dục buổi sáng buổi chiều rất là đông. Thế mà trẻ con là buổi chiều là tắm bơi lội. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục cải tạo thêm 2 ao nữa để làm điểm tập bơi cho các cháu thiếu niên. Qua rà soát, huyện Tiên Lữ có 49 ao hồ đầm với tổng diện tích gần 320.000 m², cần gìn giữ và không được san lấp. Nhiều địa phương như Hải Triều, Hưng Đạo, Lệ Xá đã cải tạo được nhiều ao hồ, kết hợp với kiến trúc nhà văn hóa, cây xanh, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp là câu chuyện không mới và từng có nhiều giải pháp. Nhưng tại sao tình trạng xả rác vô tội vạ vẫn diễn ra trên nhiều tuyến đường? Đáng nói hơn, nhiều nơi rác thải tồn đọng không được chuyển đi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hiện nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh tràn ngập rác thải vẫn tồn đọng chưa kịp xử lý. Tình trạng trên xảy ra nhiều trên các tuyến đường ở huyện Kim Động như đường DH60 qua thị trấn Lương Bằng, quốc lộ 38 qua thôn Trúc Cầu, xã Nghĩa Dân. Tình trạng đổ trộm phế thải, rác thải đã gây ảnh hưởng đến môi trường, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Trong nhà là có bố già và trẻ con là bọn em cứ thường phải đóng cửa suốt ngày luôn, không có lúc nào mở ra. Có hôm thì 10 giờ trưa, có hôm thì 4-5 giờ chiều, có hôm thì 7-8 giờ đêm, cứ đổ liên tục. Tồn tại đây cũng đã khá lâu mà là gây ô nhiễm một nửa làng thôn Mai Viên, mà thôn Mai Viên này
là có trên 3.000 nhân khẩu cũng rất là ảnh hưởng. Bây giờ đi làm cả ngày về tối nghỉ mà phải đóng kín cửa lại không mùi nó đưa vào rất là khó chịu. Khu vực đây là của hai xã là xã Đồng Thanh và xã Thành Công. Giáp nhau thì đâm ra là ở Thành Công và Thu Đông Quất là ta mang về đây. Cái này là nó vào khoảng tầm 6-7 năm nay rồi. Đấy nó ô nhiễm môi trường, nó bẩn lắm. Riêng thôn Trúc Cầu của Nghĩa Dân là đến thời điểm này là chưa có cái bãi tập kết rác. Thói quen của người dân là vứt ra cái khu xe để chở đi. Nhưng thôn xã đã thông báo nhưng mà vẫn chưa dẹp được cái dạ này. Tương tự như vậy, trên nhiều tuyến đường ở huyện Khoái Châu như đường DT377, DT378 qua địa bàn thôn Hương Quất, thôn Quan Xuyên, xã Thành Công cũng tràn ngập rác thải sinh hoạt. Qua những hình ảnh trên cho thấy rác ở hầu khắp các tuyến đường. Trong khi đó, công tác tuyên truyền vận động người dân không xả rác ra môi trường được làm thường xuyên và liên tục, thậm chí nhiều nơi còn áp dụng cả chế tài xử phạt đối với người vi phạm. Nhưng tình trạng trên vẫn không hề thuyên giảm. Vậy trách nhiệm của chính quyền cơ sở ở đâu khi để xảy ra thực trạng trên? Phải chăng giải pháp để ngăn chặn việc xả rác bừa bãi ra môi trường quá khó?